Thưa ba con đi sinh nhật. Nè. Dạ. Học hành không lo học hành, đang đứng đi chơi hả? Không sinh nhật sinh nhất gì hết. Ba, cô lớn rồi mà, ba cho con đi sinh nhật đi. Lớn rồi được quyền cãi cha mẹ đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi ăn muối nhiều hơn cô ăn cơm đó. Nhỏ thì dễ thương, lớn chút xíu lý sự đủ thứ. Ba coi đi, bạn bè con có ai như con không? Lớn tận tuổi này rồi, còn bị ba quản thúc nữa. Bây giờ đến nỗi đi sinh nhật ba cũng không cho con đi nữa. Ba có biết hả, là bạn bè con á, nó được làm những cái thứ mà nó muốn không? Con đây hả, muốn đi chơi ba cũng không cho. Ba tối ngày ba cứ nhốt con trong nhà không à. Bây giờ con không biết ở ngoài nó có cái gì luôn á. Mệt quá. Ba có biết nhiều lúc bố con nghĩ ba con tủi thân lắm không? Ba nói không là không, ở nhà là ở nhà. Ghét ba. Còn những cái bực bội. Tôi rất ghét ba tôi. Ba cọc cằn, hô lỗ. Từ khi tôi có nhận thức tới giờ, chưa bao giờ tôi nhận được một lời nói ngọt ngào nào từ ba. Dưới tâm lý của một đứa trẻ, ai mà không hảo ngọt. Đôi khi tôi trợn nghĩ, chắc tôi không phải là con ruột của ba. Nay tao bận rồi, không có đi được. Xin lỗi mày nhiều nha. Tao sẽ bù quà sau. Có phải ba mày không cho đi không? Mày nhìn cái bảng này rồi, mày học hành kiểu gì vậy? Học có mấy điểm là sao? Cho mày ăn học vậy đó. Học đàng hoàng lại giùm tôi cái. Ở này quà dưới anh đi chơi nha. Đứng lên. Ba, tránh xa con gái tôi ra. Cậu lảng vảng gần nó nữa, cậu tới xối tôi á. Cậu đi đi. Ba. Nhưng mà tôi đã lầm. Hồi nãy mẹ cho con nhiêu tiền vậy? Dạ 6 triệu. Nè, bà cho thêm đó. Lên trển ăn uống cho đầy đủ, học hành cho đàng hoàng. Đừng chơi bời liêu lỏng, ba đánh đòn à nghe. Con đừng nói với mẹ con là ba cho con tiền. Bà càm ràm nó bực bội lắm. Ba, con cảm ơn ba. Con nhỏ này, hôm nay bà đặt bích ước nữa. Thôi, mới khóc. Ba ơi, con xin lỗi ba. Thời gian qua con hiểu lầm ba, làm cho ba buồn á. Nè, ba cho con tiền, mai đi mua quà cho bạn. Chớ giờ khuya rồi, con đi ra đường trộm cướp không à, ba không có an tâm đâu. Nghe. Tôi làm vậy á, cũng muốn tốt cho nó thôi. Để sau này nó có tương lai, đừng khổ như tôi. Tôi làm gì sai, bà nói tôi. Ba không cấm con yêu đương, nhưng con yêu ai thương ai phải lựa người cho đàng hoàng. Ba đi làm ba thấy á, nó đi ba đi bung, nó hại con rồi sao? Thôi đừng khóc nữa con gái. Con cảm ơn ba. Con lên trển học, có thiếu thốn gì thì nói với ba. Con cũng thông cảm cho ba. Ba ăn nói lỗ mãng, thô lỗ, to tiếng cái quen rồi, không có lời nói ngọt ngào được. Nhưng tất cả là ba muốn tốt đẹp cho con thôi. Con hiểu cho ba nghe không? Con cảm ơn ba. Con nhỏ này, thôi không có bích ước nữa. Tình cảm không thể định hình, không thể đặt tên. Có những thứ tình cảm ẩn mình trong lớp vỏ bọc không hoàn hảo. Đâu phải tình cảm nào được trang trí lộng lẫy cũng tốt. Có những cái tốt đẹp lại ẩn sâu trong lớp vỏ bọc xấu xí, sùng sùi.